Thị trường hàng Nhật Bản được săn đón nhiệt tình bởi chất lượng và mức độ ứng dụng cao mà nó mang lại. Tuy nhiên, với một thị trường hàng sách tay, nhập khẩu khá phức tạp như ở Việt Nam thì việc tìm ra một địa chỉ uy tín thì không phải việc đơn giản. Để biết được trang web bán hàng Nhật nội địa online uy tín tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Việt Nam giá tốt thì hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé. Không phải ngẫu nhiên đồ dùng của Nhật trở thành một thương hiệu nổi tiếng và được nhiều nước trên thế giới tin dùng. Trong đó có cả Việt Nam một số dòng sản phẩm của nhật như ô tô xe honda toyota cho đến đồ dùng điện tử điện lạnh sony lg toshiba được người tiêu dùng ưa chuộng được đánh giá cao về độ bền và tính thân thiện với môi trường không chỉ từ đồ gia dụng các sản phẩm như thực phẩm chức năng sửa mỹ phẩm xuất xứ từ nhật cũng được người tiêu dùng việt nam tin tưởng sử dụng có thể sự tin tưởng đó một phần xuất phát từ tính cách cẩn thận Cầu toàn của người Nhật cộng thêm triệt lý kinh doanh của họ tổng hợp các trang web order hàng Nhật uy tín, Amazon, trang thương mại điện tử, bán lẻ hàng đầu thế giới cũng như tại Nhật. Trên đây có cả những mặt hàng được Amazon quản lý và đăng bán và cả những mặt hàng do người bán hàng đăng lên. Rakuten, trang web đại thương mại, bán lẻ lớn nhất không chỉ tại Nhật mà còn trên toàn thế giới. Các mặt hàng trên Rakuten rất đa dạng, tất cả đều do những người bán hàng đăng. Người mua hàng giao dịch trực tiếp với người bán, có thể bạn quan tâm, bảng giá kim cương thô tự nhiên của Nhật hàng cao cấp được tính như nào, Yahoo, Yahoo Shopping hay Yahoo Caution là hai trang bán hàng của Yahoo, hình thức mua hàng trên Yahoo Caution tương tự eBay, bán đấu giá, Uniqlo, trang bán hàng của thương hiệu thời trang Uniqlo, một trong những thương hiệu nổi tiếng của Nhật rất được yêu thích tại Việt Nam, Mekari, trang mua bán tổng hợp các sản phẩm chất lượng của những thương hiệu lớn từ đồ điện tử. Thời trang, phụ kiện, hàng thời trang, một. Forever 21 dấu lớn dấu lớn http www.foivia21.co.jp gạch chéo 2. Uniqlo dấu lớn dấu lớn http www.uniqlo.com gạch chéo jp gạch chéo 3. Nissan dấu lớn dấu lớn http vkvkvk chấm nissan co jp gạch chéo hoặc xem tiếng anh tại http vkvkvk chấm nissan com gạch chéo hôm gạch chéo shop gạch chéo không không gạch chéo không không gạch chéo mười gạch chéo bốn Canebo dấu lớn dấu lớn http vkvkvk chấm kanebo gạch nối cosmeticss co jp gạch chéo năm Shiseido dấu lớn dấu lớn HTTP www shiseido co jp gạch chéo trang web bán hàng nhật nội địa online uy tín tại Hà Nội Hồ Chí Minh giá tốt từ những đồ dùng đắt tiền như túi sách hàng hiệu phụ kiện trang sức tới các đồ dùng điện tử và thậm chí là mỹ phẩm thực phẩm đều là cơ hội làm giàu cho những người muốn trục lợi từ việc làm giả giữa một thế giới thật giả lẫn lộn như vậy thật khó cho người tiêu dùng khi không biết làm thế nào để phân biệt giữa hàng giả và hàng thật chính vì vậy tìm một địa chỉ mua uy tín là một điều hoàn toàn cần thiết sen âu là không còn là cái tên xa lạ với những ai đam mê hàng nhật và mong muốn sử dụng dịch vụ mua hộ hàng nhật tại việt nam với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử và logistics Senou lạc tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp mua hộ hàng Nhật uy tín chất lượng nhất tại Việt Nam. Để tiến hành sử dụng dịch vụ, bạn thực hiện các bước đơn giản sau. Bước 1, bạn hãy truy cập vào website uy tín tại Nhật và lựa chọn sản phẩm mình mong muốn được đấu giá order. Bước 2, copy link sản phẩm và gửi link đó vào phiếu yêu cầu mua hàng hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0983 1315.28 hoặc chat Viber, Zalo. Bước 3, Đội ngũ nhân viên của shop sẽ tư vấn, báo giá chi tiết đơn hàng cho bạn. Nếu bạn đồng ý với mức báo giá cùng chính sách dịch vụ, bước 4, sau khi xác nhận thành công, Sen Âu Lạc sẽ tiến hành order hàng và ship về Việt Nam, bước 5, hàng về Việt Nam, nhân viên tiến hành thông báo khách hàng tới nhận hàng hoặc gửi hàng tới địa chỉ nhận hàng tùy theo yêu cầu giao hàng của từng khách hàng, lý do bạn nên sử dụng các dịch vụ order mặc dù hiện nay internet và các phương tiện vận chuyển được phát triển mạnh và hiện đại tuy nhiên việc sang nhật bản đánh hàng hoặc việc tự mình mua các mặt hàng trang sức phụ kiện cũng không thực sự thuận lợi do nhiều nguyên nhân như rào cản ngôn ngữ người mua không dành về tiếng nhật nên khó trao đổi với người kinh doanh bản địa không có địa chỉ nhận hàng tại nhật bản lo lắng về việc mua phải các mặt hàng kém chất lượng với mức giá cao chi phí đi lại ăn ở sang nhật bản mua hàng khá tốn kém không có những hiểu biết về các thủ tục pháp lý khi mua bán hàng hóa nhật bản không có các tài khoản thanh toán quốc tế gặp rắc rối với việc chuyển hàng từ nhật bản về việt nam do các loại thuế đơn từ